Lữ đoàn 434, quân đoàn 4 đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn 434 đã có nhiều mô hình cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, được triển khai rộng khắp, tạo chuyển biến rõ nét, đạt được kết quả quan trọng. Phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn đã phát triển toàn diện, gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, bám sát chủ đề, nội dung, chỉ tiêu phù hợp, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, đột phá mạnh mẽ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn là các mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu và hình thức thi đua luôn được đổi mới, đột phá, có trọng tâm, trọng điểm và chú trọng xây dựng, nhân rộng, điển hình tiên tiến, đưa phong trào thi đua vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của cán bộ, chiến sĩ để tạo điều kiện phát triển các nhân tố mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu.